Đây là cây quất. Cây quất nhà tôi. Cây quất này là chơi Tết xong rồi không dùng nữa, mang ra đây trồng để lấy quả ăn. Đấy. Đây là ngọn rau muống nó neo lên. Úi giời nha. Nó neo ngọn mùng tơi, nó neo lên cây quất. Đấy. Cây quất bây xưa lúc Tết mua nó chỉ cao chưa bằng tôi. Bây giờ nó cao hơn đầu tôi. Rất là nhiều quả lá non. Lá non, lá non, kia là lá non. Đấy. Đấy ngọn mùng tơi mọc khắp khắp cây. Ôi mẹ đừng nói, để mình có nói đó. Kia là quả xanh, đấy con nói cái gì là mẹ chỉ vào cái đấy. Đây, đây là quả xanh. Đấy, rất nhiều quả. Lá non. Đấy, quả xanh này cũng rất là nhiều nước. Quả quất xanh này người ta hay hay cho vào trong đâu nhỉ? Cho vào trong chỗ ép mía. Nước mía. Đấy. Ngọn hoa. Hoa, đấy cây quất bây giờ cũng đang ra hoa. Quả quả rất là nhiều quả, rất là sai. Lá non cao hơn người, cao hơn đầu người. Lá non. Quất chín thì có màu vàng. Quất xanh và non thì có màu xanh. Đấy. Quất non thì có màu xanh đậm hơn, còn quất to hơn thì có màu xanh nhạt hơn. Hoa lá cành. Đấy. Trung bình cây quất nó cao hơn, phải cao tầm đến 2 mét. Đây là nhà tôi trồng thôi, nhà tôi trồng để ăn quả thôi. Còn chơi thì nó chỉ có mỗi 2 mét thôi. À, nó chỉ hơn 1 mét tí thôi. Cho vào chậu nữa thì vừa. Đấy. Như các bạn thấy, đấy. Đấy, rất là nhiều quả. Quả khắp cành, đấy. Cái này vắt vào nước chấm thì ăn tuyệt ngon. Kia. Lá bên trên là những búp non đang mọc lên. Còn bên dưới là lá già. Ngọn mùng tơi thì neo khắp cây. Đấy. Gỡ ra để cho nó khỏi quấn vào cây.